được nhỉ? Vâng, ăn được, ăn nhẹ nhàng, ăn này tốt anh ạ. Ăn xà lách ăn biết trước chứ, cá hồi ăn được. Tốt nhỉ, ăn này tốt. Ăn cái cá quải được tốt anh ạ. Cá rất hay. Vâng. Đây bọn Nhật nó toàn ăn tối, nó ăn đông lắm, người Nhật đông. Dạ. Nhật đông. Mà cái kiểu diện tích, diện tích này hẹp quá anh nhỉ? Cái diện tích của nó chỉ thế thôi. Đây là cái khu này toàn người Nhật ở mà. Vâng. Chung cư của họ. Bà với con cứ đi đi thăm mộ các thứ xong. Đấy, về đây. Và đi Nam Định các thứ thì về đấy ăn luôn. Vâng. Ăn tối ở đây luôn. Thế được đấy. Đi thường tín nó thấy... sạch sẽ anh ạ, ăn nó đảm bảo sức khỏe. Cái quả mà ăn đây rồi, ăn nó mới sạch sẽ. Để xem thử Phú ăn mấy miếng để xem thử có ổn không. Nếu mà ổn thì lần sau lại ăn tiếp. Dạ. Vâng. Ổn thì ăn tiếp. Bởi vì có khi ăn nhiều cái lá tía tô với mấy cái lá của nó ấy. Vâng. Nó cũng lao nó mỏng anh nhỉ, cái khu nó mỏng nhỉ anh nhỉ. Tôi Nhật đấy. Vâng, mỏng, mình từ dày nó mỏng. Mỏng không hăng như của mình. Đúng rồi. Thực ra của mình hăng hơn, của mình từ cái mồi tạp cũng hăng hơn. Cũng nhờ nó bảo quản nào về mà nó tươi thế anh nhỉ. Ừ. Không dập lát anh nhỉ. Ừ. Nó sốt biết anh, bảo quản. Lá đấy thì mang máy bay đi thì có mà hàng tấn, hàng tạ. Không phải vài ba chục cân nữa, dùng cả mấy tháng. Chỗ này để xe của nó rất tiện. Vâng. Không bị, chỉ ở trong thực ra Hà Nội rất nhiều quán ăn Nhật. Vâng. Nhưng mà rất nhiều quán nó không chuẩn đâu. Toàn những cái người cứ mở ra. Vâng. Thế làm ăn được cứ mở tiếng ra. Nhật cái thứ ăn uống thì rẻ hơn. Vâng. Nhưng mà nó không chuẩn. Quanh đại sứ quán Nhật là một cái vị ở đây này và có vẻ chuẩn nhất. Đúng là nó các nguyên liệu của nó mang từ bên kia sang. Anh Thái Phú mỗi ngày chăn bát cơm ở trên nồi. Vâng. Hai vợ chồng bát được vừa. Không bát thì được nhưng mà hai vợ chồng miếng cá thì không, thực ra con cá tuyết thì nó còn có loại cá nó bé này. Nguyên cả một con bé. Đây là con cá tuyết to này. Thịt nó ngon. Ừ, thịt nó ngon. Mà ăn được ngày ăn ngày ngon thịt gà. Trắng ngon. Ngon thịt gà nhiều. So với bữa tối hôm qua là mình đắt hơn. Vâng. Tối qua chỉ có trên 500. Đắt hơn nhưng mà chắc là tốt đặc biệt. Còn có mấy trăm đi. Có gì mà điều kiện. Có điều kiện. Thỉnh thoảng mình phải bình thường với mình chứ. Thưởng anh hơn thưởng em thưởng ở đâu? Thì cứ đi thì ta thưởng có vấn đề gì đâu. Các bạn có đi không thì còn vấn đề. Thực ra ăn những cái ngày rỗ thứ Tết tiếp là mình làm theo truyền thống ấy thì mình ăn, nhưng mà theo anh nghĩ là làm ít thôi, không có là nó phí. Thứ hai nữa là mình cúng hoa quả là chính. Wow. Thế xong rồi đi ra ngoài này mà ăn. Hôm nọ rỗ đấy cũng cỗ các thứ là đi đặt chay hết đi chị. Wow. Đặt quán chay nó mang đến, nhưng mà ăn hàng chay mới ngon đấy. Khi nào sẽ đưa cho đi ăn chay. Chay ở đây ngon lắm. Chay ở đây nó chay ở chỗ bên chỗ Hai Bà Trưng. Đó là cái chay của bên Ưu Đàm cơ. Cái hệ thống chay Ưu Đàm nó làm hay. Chay của Tây cũng thích chứ đừng nói ta. Đấy. Nào đi ăn chay chứ không phải chay như kiểu là bây giờ nó cứ giả thịt gà, giả thịt lợn các thứ đó.
Không phải, chay hoàn toàn đấy. Chay là bằng nấm bằng không? Không, nó chỉ là không phải thịt thôi, nhưng mà ăn nó là một chút đấy. Nhưng nó cũng đắt lắm, một quả một bữa ba người cũng phải tầm 1,5 triệu. Đấy, 1 triệu. Chay đấy ạ, chay, chay, chay đấy. Chay đấy. Nhưng mà 1,5 triệu thì ăn đằng đồ Nhật này ngon hơn. Đồ Nhật nhưng mà ăn mãi chán mà. Làm gì có mãi chán. Mãi chán ấy, cứ độ một hai tuần ăn một lần. Đúng rồi, ăn cái gỏi cao hồi này ăn mãi anh chán đấy. Ăn làm đâu sao có mãi được, anh cứ bảo em bảo chỉ có nhà mình nhá, có sự kiện là dỗ ông, dỗ bà. Không, bà Bác Hồng ấy chứ, bà Bác Hồng ấy chứ, bà mãi anh chán ấy. Mình này, mình như này, để hưởng thưởng thức ấy. Dỗ nào lên. Dỗ bà, dỗ Bác Dung là lên, có vậy thôi. Không, nói chung là ba anh em mình với lại các thứ thì là mình có ít người này, ba anh em cứ đi thỉnh thoảng ăn thoải mái. Đấy, số thì em mới lên đi, ba người hoặc là các cháu nữa, vợ chồng, à, cái này là vợ chồng, à, cái này là phúc bông nữa, là được phúc bông mà chúng nó tự ăn. Còn nếu mà nó đi theo thì mình thì cũng cho nó theo, còn cơ bản là mình. Bởi vì tại sao như vậy? Vì bây giờ mình già mất rồi, mình phải tự lo cho mình, kệ chúng nó sẽ kiếm được tiền thì chúng nó tự lo chúng nó chứ. Chứ nó cứ đi ăn mình suốt thì... Không, hiện nay là phúc là nó cũng giả tiền. Phúc bông nó cũng giả tiền nhiều lắm. Bởi vì nó kiếm được tiền rồi. Thì nó nhiều bữa nó bảo để con trả. Ơ, con mời bố và ơ, thế tốt. Thực ra bố cũng chẳng thiếu tiền. Nhưng mà cái là nó mời là các cái áo quần, phần lớn áo, máy ảnh này, những cái thứ đồ này là nó mua tặng sinh nhật đấy chứ. Chứ nó thấy mình nó thấy mình thích chụp ảnh thế là nó mua, nó đi nước ngoài nó mua, nó đi châu Âu nó thử nó mua. Rồi sinh nhật thì nó tặng áo, toàn áo, thỉnh thoảng cứ phải mặc suốt đấy, mặc suốt để chụp ảnh cho nó, vì nó nhìn thấy. Đó là cái dây chuyền này này, cái dây chuyền đeo ngực có Phật này này, thì cái nguyên nó cũng mua cho tao nhưng mà nó to quá. Đấy, trông nó thô quá, thế là nó biết bảo bố không đeo, thế nó lại đi làm nó bằng cái đá gì. Thế xong rồi nó lại bọc bằng bạc. Thế cái ông mà bố người yêu của Bông ấy lại thợ về cái lĩnh vực này. Thế ông ấy đánh cho. Thế là đâm ra là đeo, thỉnh thoảng là phải đeo, nó hỏi bố đeo không đấy, mở cho nó xem. Đấy, có đeo hẳn hoi đấy. Thế là đang nó thích. Thế thì mình nuôi nó cả đời, cho nó cả cuộc sống, cho nó hết tất cả. Mấy cái này cũng chẳng đáng là gì cả, nhưng mà nó có cái gì đấy mình thích thích ấy mà. Thế nó thành đạt, thế là được rồi. Thành đạt chứ còn hơn nhiều gia đình bây giờ con cái hư hỏng. Sợ lắm. Cái này quan trọng. Nó nghèo một tí mà nó ngoan thì còn được. Bọn này nó chăm chỉ này, nó làm việc nó cũng nghiêm túc này. Nó cũng trộm vía là nó cũng có cái đồng lương cũng tốt. Vâng. Nhà cửa thì không phải mất tiền nhá. Vâng, đúng rồi. Còn mỗi tí tiền ăn thôi. Thế thôi thì là làm gì tiêu được hết đâu. Nhà cửa không phải lo. Nhà cửa không phải lo, điện nước các thứ không phải lo, không có gì phải lo. Thế cái tiền